bác nha. Em kênh máy cày bạn nhà lông này. Hôm nay quay cho các bác xem qua chiếc 9510 này. Chiếc này mới về nhá. Các bác xem thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh cho em nhá. Còn thấy hay thì em xin một like. Mình thì chuyên mua bán máy cày nhá. Các bác nào có bán hay nào có nhu cầu mua hay có nhu cầu bán thì cứ alo cho em. Lúc trước của em nó đi 11224 này. Mâm bản lớn nhá. Cầm bệ này. Mình để camera góc rộng mới quay hết được con này được nên do nó lớn quá. Các bác xem thì để bấm đăng ký ủng hộ kênh cho em nhá. Cái nước đồ còn đẹp nữa này. Cái lộn nồi cái này không phải cái nước, cái này cái ga chứ không phải cái nước. Cái ga. Cái nằm mát của máy lạnh á, con này cabin máy lạnh mà. Cái này to lắm. À, con này có vi xay cầu trước nha. Đây này, nó xài vi xay cầu trước đây này. Có vi xay cầu trước luôn. Đi cày đi rừng đi lối đi. Chả phải lăn tăn sợ lo nghĩ gì. Lầy nước gì đâu. Nó xài hai vi xay, nó có vi xay cầu trước và cầu sau luôn. Cầu sau của con nó là 13638 hả ta? 13638 này. Mâm bản lớn nha. Mình đang để camera góc rộng á. Bể còn đẹp lắm. Đuôi nó vẫn khô nguyên này. Camera góc rộng này là nó mình không đẹp đèn flash được. Nhìn thấy nó hơi tối. Còn là chất miễn bàn luôn. Giá để mình sang bên kia. Bên này nó vướng cái cửa rồi. Con bị vướng hết góc rồi. Đây mình quay bên này cho các bác xem luôn. Cabin máy lạnh nha. Con này xài cabin máy lạnh đầy đủ luôn nha. Đây là nó vướng cái cửa lên rồi. Gương của nó như gương ô tô luôn. Đây có một chiếc mũi ghế này. Chiếc này đẹp quá đi. Quay bên này luôn, tiện mình quay bên này luôn cho các bác xem luôn. Isuzu 9510 nhá, con này là 9500 đấy. Các bác xem máy đi nhá. Máy móc của nó đây, máy khô nguyên này. 6 máy nhá. Động cơ em này thì 6 máy rồi. Các bác đợi xíu nhá. Rồi đây để mình sang bên này mình quay cho các bác xem luôn. Đây là cổ tạ của nó luôn. Nó vừa là cái bộ khung của nó vừa là quả tạ luôn này. Quả tạ làm trong xe luôn nhá. Đây, bên này heo dầu của nó đây. Làm cái gì đây? Dạ, em đang quay này. Xin lỗi các bác nhé. Đang quay để anh chạy qua nói chuyện xíu. Em chỉ đồ thế còn đầy đủ nguyên này. Các bác xem như bấm đăng ký ủng hộ kênh cho em nhé. Đây này, em nó đây này. Như ô tô luôn. Đăng kênh nó kể bạn nhà nông nha. Để mình lên cabin mình quay cho các bác xem luôn.
Ngồi lên con này chả cái gì ngồi xe hơi các bác ạ. Cửa kính đồ đầy đủ hết này, loa này, quạt gió đồ, nó đầy đủ hết luôn. Ồ, cái này nó còn có cái hệ thống báo cái gì đây ta? Độ nghiêng của xe hả? Hay là cái gì đây ông biết? Cũng không rõ nữa. Các bác có tin không? Con này xương gương chỉnh điện luôn này. Còn hơn cả xe hơi luôn. Xe hơi có nhiều cái, không xe con nhiều cái không có gương chỉnh điện đấy chứ. Gương chỉnh điện này. Nét ra trái phải nhá. Gương chỉnh điện luôn. Gương chỉnh điện còn hơn cả xe tải luôn, xe hơi luôn. Đây, gương chỉnh điện này. Hàng VIP mềm VIP luôn. Đây này, khóa vi sai của cầu trước và cầu sau đây nhá. Hai cái khóa vi sai luôn này. Cho bác xem thì nhớ bấm nút ủng hộ kênh cho em. Cài cầu trước này, tầng nhanh tầng chậm này. À đây, đây là tầng rùa thỏ này. Tầng nhanh chậm đây này. Còn số chạy của nó thì bên này. Đẹp miếng bàn luôn. Đây nha, cabin của nó đây nè. Còn đầy đủ, nó nở được hai lớp kính nhá. Lớp dưới đây nhá, với lớp trên đây nữa. Mình mở lớp trên đây cũng được, mở nó lớp dưới đây cũng được, nó có hai lớp. Đây này, lớp này nữa này. Cái này nó làm đây để mình nhìn xuống được cái dàn dưới bên dưới gầm. Nó thiết kế tính cả rồi. Cái này không biết nó tính cái gì đây ta, mà sao nó có 11 nhỉ? RH đây, tốc độ của nó chạy đây này, tốc độ chạy của nó tối đa là 33, 32, gần 33 km/h này. Đây là tốc độ lùi tối đa. Còn tầng nhanh tầng chậm của nó đây này, HLM này, H này, tầng L này, đây này cái tầng L, tầng H là cái này này, rùa thỏ đây nha. Đó. Còn LMHR đây này, là đây, của nó đây. LMHR đây. Đó, tầng của nó đấy. Các bác cái này thì mình cứ giới thiệu kỹ cho các bác xem thôi. Chứ nhiều bác cứ chửi em bảo mày giới thiệu vớ vẩn làm gì. Nhiều bác không chưa chạy xe này bao giờ thì sẽ cần tìm hiểu mấy cái đó. Là em có cái gì thì em cứ giới thiệu hết cho các bác xem. Gương chỉnh điện luôn á. Rồi chào các bác nhá. Các bác xem thì nhớ bấm ủng hộ kênh cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.